đi. Welcome to my channel. Hello Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Chào buổi sáng mọi người, mình là Trinh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay Trinh đố mọi người biết đặc sản mùa thu châu Âu là gì ạ? Châu Âu vào mùa thu thì có rất nhiều điều thú vị. Ngoài lá vàng rơi ra thì còn có rất nhiều loại hoa quả và hạt đặc trưng của mùa thu này, như hạt dẻ này hay là hạt óc chó. Nói đến hạt óc chó thì chắc hẳn ai cũng từng nghe hoặc là đã từng thưởng thức rồi, vì hạt óc chó rất tốt cho sức khỏe, phải không ạ? Tuy nhiên, cây óc chó trông như thế nào, thu hoạch hạt óc chó ra sao, thì hôm nay Trinh xin mời mọi người cùng đi lượm hạt óc chó tươi cùng Trinh và Stefan nhé. Dấu hiệu hạt óc chó khi mà đến lúc được thu hoạch á, thì là lúc quả chín đã rụng xuống gốc, và việc của chúng ta là chỉ việc tách cái lớp vỏ, lớp quả ra và lấy hạt bên trong thôi. Nhưng mà Trinh lưu ý là quả óc chó có nhựa gây rất là bẩn nhé cả nhà. Cho nên cả nhà nhớ khi mà đi lượm hạt quả óc chó thì nhớ đeo găng tay hoặc là đi giày tối màu thôi nhé. Bởi vì khi mà cái nhựa hạt óc chó mà dính vào quần áo, giày dép thì rất là khó được tẩy rửa. Ví dụ như là chúng ta nhặt rau muống chẳng hạn, thì mà dùng móng tay á, dùng để mà nhặt rau muống ấy, thì cái móng tay nó rất là đen và rất khó vệ sinh, rửa sạch. Thì cái nhựa của hạt óc chó cũng tương đương như vậy. Hạt óc chó thì có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, đã được khoa học chứng minh, và có rất nhiều món ăn được làm từ hạt óc chó. Ngoài việc ăn sống ra thì còn có thể làm salad hoặc là nấu sữa hạt óc chó để uống, cũng rất là thơm ngon và béo ngậy. Hạt óc chó ngày hôm nay Trinh nhặt là hạt óc chó tươi từ cây thiên nhiên, nên là cái hàm lượng dinh dưỡng nó còn tốt hơn rất nhiều so với hạt óc chó khô. Cả nhà thấy đấy, Trinh đang lượm hạt óc chó từ cái cây thiên nhiên á, cho nên là cái hạt nó không được to như là cái hạt óc chó bán ở ngoài chợ. Nhưng mà tuy nhiên, khi mà được tận tay lượm nhặt và cảm nhận sự tươi mới của hạt, khi mà tự tay mình tách trực tiếp ra từ quả, từ vỏ để thu được những cái thành phẩm là những cái hạt óc chó tươi rói, thì cái cảm nhận thật sự là rất là thú vị đó cả nhà. Mọi người thì có thích ăn hạt óc chó không? Mọi người thường ăn hạt óc chó theo những cách như thế nào? Có những món ăn nào làm được từ hạt óc chó? Mọi người nhớ bình luận thêm cho Trinh biết ở bên dưới thêm những cái ý kiến nhé. Trinh kính chúc mọi người xem video thật là vui và thư giãn, và cùng đi hái hạt óc chó cùng Trinh và Stefan nhé. Mọi người nhớ đón xem phần 2 của video này, Trinh sẽ chia sẻ thêm về hạt óc chó nhé. Để có được thông tin, thông báo sớm nhất khi mà Trinh ra video phần 2 của video này, mọi người nhớ like, chia sẻ và đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất nhé. Mọi người nhớ xem tiếp đến tận hết video để cảm nhận thật rõ ràng cái niềm vui, sự thú vị, sự trải nghiệm khi mà tận tay hái hạt óc chó tươi từ trên cây cùng Trinh và Stefan nhé. Xin cảm ơn. Thank you.
Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.